Xin chào anh em. Video hôm nay mình sẽ test cùng anh em mẫu nhòm Nikon P7. Đây là mẫu nhòm mà có trường nhìn rất là rộng cho anh em săn ong. Và trường em này là 7.0 độ. Khi anh em sử dụng mẫu nhòm P7 này thì trường rộng này thì anh em theo ong rất là dễ dàng. Và cái trường rộng thì anh em quan sát ong rất là tốt. Và thông số em này là 10x42. Và thị kính của em này 22mm và vật kính là 42mm. Kính sơn phủ màu xanh. Với phân khúc này thì cái vẫn là kính HD. Kính HD anh em nhé. Trọng lượng em này khoảng 600g. Trọng lượng rất là nhẹ để anh em mang đi rừng. Với nhà Nikon thì anh em đã đang dùng thì cũng đã nắm được. Với nhà Nikon thì hệ thống kính cũng như là cái hệ thống xoay nhìn của nhà Nikon thì cũng rất là tuyệt vời. Mình đánh giá rất là cao về cái hệ thống kính của nhà Nikon. Thứ nhất là xoay nhìn êm và dịu mắt. Và với trời nắng to anh em xoay thì nó sẽ không bị chói lóa như một số cái mẫu nhòm nhòm khác nhé. Nhưng như về cái trời sầm rời thì nó sẽ không nâng sáng tốt bằng các cái một số cái mẫu ống nhòm khác như là EK hoặc là Sutu. Thì nói chung là tất cả các mẫu nhòm nào nó cũng sẽ có cái điểm mạnh riêng và cũng có cái điểm nhược điểm riêng của nó. Nhưng với mẫu nhòm này thì gần như là các anh em ở khu vực nắng chói, ví dụ như miền Trung thì hoặc là khu vực miền Nam là anh em nắng chói, nắng nhiều, nắng gắt nhiều thì anh em soi sử dụng cái mẫu P7 này cũng rất là hiệu quả. Và bây giờ thì mình xin mời anh em cùng giúp mình test ống nhòm Nikon P7 với trường nhìn 7.0 độ này. Và đây hình soi của Nikon P7. Thì anh em đã qua cái hình soi này anh em thấy được cái độ rõ nét của Nikon P7 rất là tốt. Còn như là cái màu sắc của bên ngoài cũng như là cái màu sắc anh em soi qua cái điện thoại này nó cũng gần như là chiếm đến khoảng 95% là như bên ngoài, như tự nhiên. Và qua camera điện thoại này thì nó sẽ giảm sút cái độ sáng rõ nét rất nhiều. Nếu như anh em sử dụng soi trực tiếp qua mắt mình thì rõ nét sẽ nâng lên hơn nhiều hơn thế này khi anh em xem qua màn hình nhỏ mà quay qua camera điện thoại này nhé. Đó. Và đây là phía trước. Đó, cái phía trước kia anh em nhé. Nikon P7 này. P7 và phía trước đây chính là chỗ này. Đầu ngón tay này mình vừa chỉ đây thì chính là chỗ này là mình vừa quay của anh em. Thì anh em đã cảm nhận được cái độ phóng cũng như là cái độ thu gần của ống nhòm Nikon P7 cũng rất là tốt. Với mức giá loanh quanh trên 5 triệu xíu anh em nhé. Giá theo tùy từng thời điểm nhập. Có thời điểm xuống tới khoảng dưới 5 triệu, như hiện tại giá giờ 5 triệu xíu, 5 triệu chút, 5 triệu mốt. Bao ship về tận nơi cho anh em. Rất là rõ nét anh em nhé. Anh em đang có nhu cầu sử dụng ống nhòm P7 để sử dụng cho cái vụ ong nhộng đang vào thì liên hệ số mình theo số điện thoại mình ghi ở dưới tay phải màn hình nhé. Đó, Nikon P7 này. P7 rất là đẹp, hàng mới nguyên hộp cho anh em và được bảo hành 2 năm nếu như có lỗi của nhà sản xuất anh em nhé. Đấy, bên phải đây sẽ có cái diode chỉnh cận này. Với nhà Nikon thì anh em phải rút lên. Đấy, rút cái nấc này lên và sau đó anh em chỉnh ok rồi thì anh em mới hạ xuống. Lúc này nút hỗ trợ anh em nào bị mắt yếu và mắt cận. Còn anh em để nguyên cốc mắt như này thì là trường nó sẽ rộng hơn anh em nhé. Trường sẽ rộng hơn nhiều. Sẽ rộng hơn nhiều. Và anh em mở cốc mắt ra thì trường nó sẽ hẹp hơn. Nói chung cứ nâng lên một nấc nó sẽ hẹp hơn một xíu. Anh em cứ để nguyên thì nó sẽ rộng hơn. Anh em đang xem video cho mình xin lượt like, chia sẻ cũng như là ủng hộ số mình, lượt đăng ký kênh. Và để số mình lên các video mới anh em sẽ nhận được sớm nhất nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở các video sau.